Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, kinh đô là Hoa Lư, xác lập một quốc gia độc lập, xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh, mở đầu cho các triều đại phong kiến nước ta. Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Thái tử Đinh Liễn bị ám sát. Triều thần tôn Đinh Toàn lên làm vua, tức Đinh Phế Đế. Đinh Toàn mới có 6 tuổi, quyền lực nằm trong tay Thái hậu Dương Vân Nga và thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Các quan đại thần là Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền, mang quân đến đánh nhưng đều thất bại. Lúc bấy giờ ở phương Bắc, nhà Tống đã thống nhất được Trung Hoa sau thời kỳ chia cắt ngũ đại thập quốc. Tháng 5 năm 980, sứ thần nhà Tống ở Hoa Lư về nước báo cáo, triều đình nhà Tống biết được tình hình rối ren ở Đại Cồ Việt. Nắm được tình hình, vua Tống Thái Tông điều động quân tướng ở Quảng Đông, Quảng Tây và vùng Kinh Hồ chia làm 3 đạo quân tiến đánh nước ta. Một đạo do Hầu Nhân Bảo chỉ huy từ Ung Châu vào Châu Ngân Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Một đạo do Tôn Toàn Hưng và Trần Khâm Tộ chỉ huy từ vùng Kinh Hồ vào Lạng Sơn. Một đạo thủy quân do Lưu Trừng chỉ huy từ Quảng Đông theo đường biển qua Vịnh Hạ Long rồi vào sông Bạch Đằng. Kế hoạch của quân Tống là theo 3 hướng, cùng hợp quân phía Bắc thành Đại La để đánh chiếm Đại La và vùng Bắc Bộ, sau đó đánh vào kinh đô Hoa Lư. Đồng thời, vua Tống gửi thư đe dọa, đòi phải thuần phục. Trước nguy cơ bị xâm lược, vua Đinh còn nhỏ không thể lãnh đạo tổ chức cuộc kháng chiến. Triều đình và Thái hậu Dương Văn Nga đã suy tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua. Lê Hoàn lên ngôi năm 980, lập ra triều Tiền Lê thay triều Đinh và gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Lê Hoàn cho xây dựng trận địa kiên cố ở Bình Lỗ nhằm chặn cánh quân lớn do Hầu Nhân Bảo chỉ huy từ hướng Cao Bằng, Thái Nguyên xuống. Trên hướng Lạng Sơn, Bắc Ninh, ông cũng cho quân chủ lực phối hợp với dân binh chuẩn bị chặn đánh địch. Hướng Đông Bắc, ông bố trí trận địa cọc ngầm ở cửa sông Bạch Đằng để chặn đánh đoàn thủy quân Tống, tương tự như trận địa cọc của Ngô Quyền gần nửa thế kỷ trước đây. Mặt khác, ông sai sứ mang cống vật sang cống vua Tống và giả chiếu thư của Đinh Toàn xin phong vương nhằm hoãn binh để có thêm thời gian củng cố lực lượng. Ngày 24 tháng 1 năm 981, cánh quân thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng đầu tiên này, quân Đại Cồ Việt đã thất bại, không những không ngăn được quân Tống mà còn bị thương vong nhiều. Quân Tống lấy được 200 thuyền, tiêu diệt hơn 1.000 quân lính Đại Cồ Việt. Lê Đại Hành phải rút về vùng Xạ Sơn, An Lạc, củng cố lại thế trận, đồng thời gửi thư trá hàng. Thủy quân Hầu Nhân Bảo thiệt hại một số nhưng vẫn vượt qua được trận địa cọc, chiếm được sông Bạch Đằng và các làng mạc xung quanh. Chúng đặt giao châu hàng doanh tại đó để phối hợp quân thủy bộ nhằm tiến sâu vào nội địa nước ta. Mặc dù bị tổn thất trong trận đầu nhưng quân ta vẫn quyết tâm chiến đấu. Trên trục đường bộ từ Ung Châu kéo sang, cánh quân do Tôn Toàn Hưng chỉ huy bị quân chủ lực cùng với dân binh địa phương liên tục chặn đánh, khiến cho chúng phải chật vật mới đến được Hoa Bộ gần kề sông Bạch Đằng. Tại Hoa Bộ, lục quân Tống đã gặp và giao tranh với quân Đại Cồ Việt. Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên của Lý Đào chép rằng quân Tống đã đánh bại hơn vạn quân giao chỉ, chém được 2.345 đầu giặc. Tuy nhiên, lục quân Tống đã không thể tiến tiếp. Các đạo quân thủy bộ Tống đã không thể liên lạc được với nhau. Đến tháng 3 năm 981, sau hơn 2 tháng chiếm Bạch Đằng và Hoa Bộ, cả hai cánh quân Tống vẫn dậm chân tại chỗ. Quân Tống liên tục bị quân chủ lực và dân binh các làng xã tập kích quấy rối, làm cho lực lượng bị tiêu hao, tinh thần binh lính suy giảm. Chờ mãi không thấy viện binh của bọn Lưu Trừng và Trần Khâm Tộ, Hầu Nhân Bảo bèn kéo toàn bộ thủy quân tiến từ sông Bạch Đằng đến sông Lục Đầu, định phá thành Bình Lỗ, rồi vào chiếm Hoa Lư. Phía Đại Cồ Việt trinh sát được sự di chuyển của quân Tống, liền kéo một bộ phận lớn về giữa sông Lục Đầu, dưới sự chỉ huy của vua Lê Đại Hành. Tại đây, quân và dân Đại Cồ Việt đã chiến đấu rất dũng cảm. Đạo thủy binh Hồng Nhân Bảo bị giáng một đòn nặng nề. Quân Tống thua to, phải quay binh thuyền, rút về sông Bạch Đằng. Ý đồ muốn lập công, chiếm Hoa Lư khi viện binh chưa sang của Hồng Nhân Bảo bị đập tan. Mãi đến ngày 11 tháng 4 năm 981, thủy quân tăng viện của Tống do Lưu Trường chỉ huy mới tới sông Bạch Đằng và sát cánh với lực lượng của Hồng Nhân Bảo. Tiếp đó, lục quân tăng viện của Tống do Trần Khâm Tộ chỉ huy cũng tới nơi. Tôn Toàn Hưng cử Trần Khâm Tộ tiến công và viên tướng này đã thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến của quân Đại Cồ Việt, tiến đến Tây Kết. Tuy nhiên, giao châu hành doanh vẫn không sao thực hiện được kế hoạch hợp điểm, hội sư để cùng tiến chiếm Hoa Lư. Trong khi đó, vua Lê Đại Hành một mặt viết thư xin hàng khiến
khiến cho bọn Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tưởng thật mà lơ là việc phòng bị. Trong khi đó, Lê Đại Hành bí mật tăng cường lực lượng, chuẩn bị một trận quyết chiến, giáng đòn quyết định. Ông chọn một khúc sông hiểm yếu, rồi bố trí quân mai phục chờ sẵn. Ngày 28 tháng 4 năm 981, trận quyết chiến Bạch Đằng diễn ra. Vua Lê Đại Hành đã cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân Đại Cồ Việt vừa thua chạy, quân Tống thừa thắng đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh giáo giết. Các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển. Nghe tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, Tôn Toàn Hưng hoảng hốt dẫn quân bỏ chạy. Đạo quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết lo sợ rút lui, bị quân Đại Cồ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa. Tướng Tống là Triệu Phụng Huân bị bắt sống tại trận. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất năm 981 đã giành được thắng lợi hoàn toàn, giáng một đòn quyết định làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần và ý chí xâm lược của nhà Tống. Khi chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường với nhà Tống nhằm duy trì nền hòa bình của đất nước. Năm 981, Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập của Đại Cồ Việt và buộc nhà Tống giữ hòa hiếu trong thời gian dài. Trải qua ba đời quân chủ, năm 1009, vị vua cuối cùng Lê Long Đĩnh qua đời, nhà Tiền Lê kết thúc. Được sự ủng hộ, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lý. Trải qua ba đời vua, tên nước được đổi thành Đại Việt. Đất nước phát triển ổn định và vững mạnh, lãnh thổ được mở mang. Từ giữa thế kỷ thứ 11, nhà Tống gặp phải những khó khăn chồng chất. Trong nước, ngân khố cạn kiệt, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân bị đói khổ. Nhiều nơi nổi dậy đấu tranh, vùng biên cương phía Bắc thường xuyên bị hai nước Liêu, Hạ quấy nhiễu. Trong hoàn cảnh đó, Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch chủ trương gây chiến với Đại Việt với hy vọng dùng chiến công ngoài biên thùy để trấn áp phe đối lập trong triều và dằn mặt Liêu Hạ. Ở gần biên giới, nhà Tống chuẩn bị những căn cứ xâm lược ở các thành trì lớn như Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu làm nơi xuất phát và dự trữ hậu cần trong chiến tranh. Nhận thức được ý đồ đó, ngay từ các vua đầu tiên nhà Lý đã chủ động một mặt hết sức mềm dẻo để có quan hệ ngoại giao bình thường. Mặt khác, tăng cường quốc phòng biên giới phía Bắc, kiên quyết chống trả xâm lấn của nhà Tống. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết, Thái tử Càn Đức mới 6 tuổi lên nối ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Nhà Tống cho đó là cơ hội tốt để đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Trước tình hình đó, binh quyền được giao vào tay phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt, đứng ra lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược sắp tới. Sau khi củng cố lại lực lượng, Lý Thường Kiệt không bị động chờ giặc mà quyết định tiến công địch trước để đẩy giặc vào thế bị động, giành lấy thế chủ động cho cuộc kháng chiến. Ông nói, ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Triều đình tán thành chủ trương đó. Lý Thường Kiệt tổ chức một cuộc tập kích vào đất Tống nhằm phá tan các cứ điểm xâm lược Ung, Khâm, Liêm mà chủ yếu là Ung Châu, rồi quay về phòng thủ, chủ động đánh địch. Tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt huy động hơn 10 vạn quân chia làm hai đạo thủy và bộ tiến vào đất Tống. Đường bộ, lực lượng chủ yếu là quân lính các dân tộc thiểu số do Tôn Đản chỉ huy đánh vào Ung Châu, Quảng Tây. Đường thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy chia làm hai cánh đánh vào Khâm Châu và Liêm Châu, Quảng Đông. Quân Tống không cản nổi đường tiến quân của quân ta, nhưng để làm sáng tỏ mục đích của cuộc tập kích vào đất Tống, Lý Thường Kiệt cho niêm yết khắp nơi tờ Phạt Tống Lộ Bố Văn, giải thích cho dân biên giới Trung Hoa biết rõ tội ác của triều đình nhà Tống. Vì âm mưu xâm lược Đại Việt nên mới đem quân sang đánh và bài xích những chính sách của nhà Tống, kích động sự oán hận của nhân dân với nhà Tống. Tháng 1 năm 1076, Tôn Đản hợp quân với Lý Thường Kiệt ở thành Ung Châu. Cuộc vây thành Ung Châu kéo dài hơn một tháng, khiến cho quân địch khốn quẫn vì cạn lương, thiếu nước, viện binh bị tiêu diệt không đến được. Tháng 3 năm 1076, quân ta mới hạ được Ung Châu. Cuộc chiến quyết liệt kết thúc sau 42 ngày. Mục đích của cuộc tiến công Ung Châu là để tự vệ một cách tích cực, đẩy kẻ thù vào thế bị động. Những căn cứ quân sự, hậu cần mà nhà Tống dốc công xây dựng phút chốc bị phá tan tành. Cuộc xâm lược cũng vì thế mà bị trì hoãn. Bị đánh bất ngờ, sau một tháng mới biết tin, triều đình nhà Tống quyết định đem đại quân đánh thẳng vào nước ta và giải vây cho Ung Châu. Nhưng sau khi chiếm được thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã chủ động rút về sớm để chuẩn bị. Một lần nữa, nhà Tống phải thay đổi kế hoạch, dừng tiến quân, chuẩn bị lại đội ngũ.
Cuối năm 1076, một đạo quân lớn gồm 10 vạn bộ binh tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến cùng 20 vạn dân phu do Quách Quỳ làm chánh tướng và Triệu Tiết làm phó tướng chuẩn bị tiến vào nước ta theo đường bộ. Một đạo quân khác do Hòa Mâu dẫn đầu theo đường biển vào tiếp ứng. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương giáo giết chuẩn bị bố phòng. Các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới Việt Tống đã cho quân mai phục ở những vị trí chiến lược quan trọng. Lý Thường Kiệt bố trí một lực lượng thủy binh do tướng Lý Kế Nguyên chỉ huy đánh chặn thủy binh địch. Bộ binh được bố trí dọc theo chiến tuyến sông Như Nguyệt do chính Lý Thường Kiệt chỉ huy và đồn trú tại khu vực Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, cách bến Như Nguyệt vài km. Phòng tuyến chủ yếu được xây dựng trên bờ Nam. Đây là con sông chắn ngang tất cả các con đường bộ từ Quảng Tây, Trung Quốc vào Thăng Long. Phòng tuyến được đắp bằng đất cao vững chắc, có nhiều lớp dậu tre dày đặc dọc theo khúc sông từ Đa Phúc đến Phả Lại, dài khoảng 100 km. Giữa tháng 8 năm 1076, Quách Quỳ cho quân tiên phong đánh chiếm một vài nơi ở địa đầu nước ta để thăm dò tình hình. Tướng địch Nhâm Khởi đánh chiếm trại Ngọc Sơn ở biên giới Châu Vĩnh An, tức Móng Cái. Tháng 12 năm 1076, Quách Quỳ cho quân tiến đánh Quảng Nguyên. Tháng 1 năm 1077, Quách Quỳ chỉ huy đại quân vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta. Trên đường đi, quân Tống gặp phải sự cản trở của đội quân do Thân Cảnh Phúc chỉ huy. Ông cho quân phục kích trong rừng núi, đánh những trận nhỏ nhằm tiêu hao quân lực địch. Cùng lúc đó, từ Khâm Châu, thủy quân địch sang hải phận Châu Vĩnh An, định theo sông Đông Kênh vào Bạch Đằng. Tuy nhiên, mới tới vùng ven biển, quân Tống đã bị Lý Kế Nguyên chặn đánh liên tiếp 10 trận nên không thể tiến sâu vào để hợp quân với Quách Quỳ được. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, đại quân Quách Quỳ đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Địch muốn hành quân tiếp, nhưng trước mặt là sông, phía nam là chiến tuyến của quân ta, thủy quân thì bật vô âm tín nên tạm phải đóng quân lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt. Địch chia quân thành hai khối lớn, đóng cách nhau 30 km ở bắc sông Như Nguyệt, chỉ cách Thăng Long 20 km. Quân Tống nóng lòng muốn chiếm Thăng Long. Vương Tiến được lệnh bắt cầu phao qua bến Như Nguyệt để cho đội quân xung kích của Mưu Lý sang sông. Đội quân này khoảng 2 vạn, nhờ cầu qua sông dễ dàng và chọc thủng một chiến tuyến của quân ta tiến tới Thăng Long. Lợi dụng địa hình Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, Lý Thường Kiệt đã bố trí một trận địa mai phục chờ giặc. Giặc thua tan tác chạy về bến Như Nguyệt, đến cầu phao thì bị cắt và bị quân ta phản công mạnh mẽ. Phần lớn quân xung kích của địch bị tiêu diệt. Mưu Lý và một số tàn quân liều chết chạy về phía Bắc. Cuộc tiến công mở màn của địch đã bị quân ta đập tan nhanh chóng. Sau đó, Quách Quỳ huy động lực lượng mạnh hơn và đóng bè lớn chở quân sang sông lần hai. Quân ta từ chiến lũy đánh xuống dữ dội, hai lần vượt sông, hai lần thất bại. Nên dù còn nguyên vẹn số quân, nhưng Quách Quỳ không dám tiến công mà đợi thủy binh đến. Quân ta vòng sau lưng địch, hoạt động du kích quấy rối liên tục. Những đoàn phu vận chuyển lương thực của địch bị chặn đánh liên tục. Qua 2 tháng, quân Tống bị tiêu hao lực lượng và ý chí. Tuy thế lực suy giảm nhưng vẫn còn số lượng khá đông. Quân Tống tạm thời cố thủ, không dám tiến công dù quân ta khiêu khích. Tương truyền, trong đêm ở sông Như Nguyệt, quân sĩ nghe trong đền Trương Tướng Quân có tiếng đọc to rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng thành khan thủ bại hư. Tạm dịch: sông núi nước Nam vua Nam ở, danh danh định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bày sẽ bị đánh tơi bời. Bài thơ như một bản tuyên ngôn độc lập, vừa khích lệ tướng sĩ Đại Việt, vừa uy hiếp tinh thần quân địch. Cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt mở trận đánh lớn vào phòng tuyến của quân địch. Ban đêm, Lý Thường Kiệt cử hai tướng Hoàng Trân và Chiêu Văn đem 400 chiến thuyền chở hai vạn quân từ Vạn Xuân ngược sông Như Nguyệt mở cuộc tấn công vào doanh trại Quách Quỳ. Dù thất bại, cuộc tiến công đã thu hút quân lực địch, tạo thời cơ cho mũi tiến công khác. Đại quân ta vượt sông Như Nguyệt đánh úp doanh trại phó tướng Triệu Tiết ở xã Mai Đình. Địch trở tay không kịp, quân số bị tiêu diệt rất nhiều. Thất bại ở sông Như Nguyệt của quân Tống quá nặng nề. Chỉ một đêm, toàn bộ doanh trại gồm 3-4 vạn quân bị đánh tan tành. Binh sĩ thương vong gần hết. Sau khi giành được thắng lợi quân sự tại phòng tuyến Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh để khôi phục đời sống cho nhân dân, nên đã chủ động giảng hòa với quân Tống, xin tạ tội vì đã kéo quân đánh Ung Châu và xin tiếp tục cống nộp cho nhà Tống. Quách Quỳ đành ngậm ngùi đồng ý. Tháng 3 năm 1077, quân Tống rút lui trong cảnh hỗn loạn.
Quách Quỳ sợ quân ta tập kích nên đã bí mật cho quân lính rút lui vào ban đêm. Quân Tống rút đến đâu, Lý Thường Kiệt cho quân theo sát, lấy lại đất đai đến đấy. Như vậy, cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai của quân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, đập tan mộng xâm lược của nhà Tống và củng cố nền độc lập tự chủ của dân tộc.